Xin chào anh em, trước khi vào trả lời câu hỏi Q&A như mọi khi, em sẽ gửi đến cho anh em review nhẹ về cái bộ trang phục của Lavi, Kim Quy Thần Vương mới ra mắt đấy nhá. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, mỗi tội là cười hơi nhiều. Và với bộ trang phục này, các bạn nhớ mua sớm để được giảm giá. Các bạn có thể tặng cho bạn bè được cơ. Có bạn tốt ư, tag nó vào. Và bạn ơi, bạn biết làm gì rồi đấy, tặng cho bạn bè vào vòi quà thôi. Sau khi được test vài ba trận với cái bộ trang phục của Lavi, Kim Quy Thần Vương ấy, em đảm bảo anh em à, nó bắn mượt lắm luôn ấy. Nó bắn kiểu như nội thải con rôn ấy ạ. Cứ ria ra ầm ầm và cực kỳ sướng tay. Góc trai mình của anh em là trang bị và bảo ngọc gợi ý ở trong trận đấu này nhá. Mình sẽ test cho anh em cái bảo ngọc 21% sát thương kim mạng. Nó khá là phê đấy. Một cái bảo ngọc mà mình ưa thích sử dụng cho khá sướng. Còn lối trang bị ư? Ở trong clip này sẽ có cái lối trang bị ở riêng biệt và cực kỳ thú vị gửi tới cho anh em. Tuy nhiên Elendo bắn có vẻ phê nhưng mình có cái tinh linh cơ mà. Sợ gì đúng không? Bắn và khô máu luôn. Anh em cũng có thể cầm cái luyện kim để thể gia tăng cái lượng vàng sớm lết mới có thể gánh đội dễ dàng. Bởi đây là ngụy tướng cực lết và cân đối nhá. Mặc dù là ở dạng đầu game bắn cũng khá là sướng đấy khi bạn cầm cái tinh linh. Mà kiểu solo kill bọn nó khá là thú vị. Hãy tận dụng những cái pha sử dụng chiêu hay để né khống chế nhá. Chỉ tiếc một điều thôi, đó chính là bây giờ chúng ta không thể vận dụng chiêu 2 để làm chậm kẻ địch này. Rồi chiêu 2 chúng ta bây giờ né chiêu kẻ địch lại không bất tử rồi. Nhưng mà điểm lợi ấy, đó chính là nếu mà đối đầu với một cái trận đấu mà kẻ địch có nhiều khống chế như trong Gidu trận này, quá tuyệt vời. Câu hỏi đầu tiên này, Ad ơi, xem kênh tin lâu rồi, ok cảm ơn bạn rất nhiều nha. Phun tướng rồi, thì mình nên đi mid với vị tướng nào ạ? Nhiều lắm bạn ơi, Rorion, Iggy, Zata, wow, Idumia. Nhiều lựa chọn quá, nên bạn có thể hỏi Ad là bạn thích cấu rỉa, bạn thích sâu đam hay là bạn có sở thích gì? Các bạn nhớ hỏi thật là chi tiết để em có thể gửi đến cho anh em câu trả lời ok nhất nhé. Cứ comment đi. Wow, một pha kiến tạo đỉnh cấp luôn. Bắn chiêu cuối ra hình con rùa nhé. Tiết mùa này chơi được không? Theo em là có. Wow, trận nào em đánh cũng thua thôi. Ui, kiểu này lại hơi khó nhở. Bởi vì Sinit là vị tướng lết cần đồ. Nó một khi đã có đồ đấy, nó có một thể một mình đầy lẻ, nó có thể tách ra khỏi đội hình đầy lẻ, đầy trụ hoặc là chờ đợi với những pha ẩn thân, tàng hình kẻ địch đi qua là làm thịt luôn. Sử dụng chiêu ai né luôn quả chiêu cuối, bạn định làm gì? Làm sao mà chơi được mình với Victor đúng không nào? Quá là khó luôn. Nên khi bạn chơi Sinit ấy, đội hình phải khỏe ở dạng đầu một tí, có vị tướng đánh tốt ở dạng đầu và giữa game để tránh mất lợi thế, bởi vì Sinit của bạn ấy cần phải đi farm. Anh em thấy cái pha vừa rồi không ạ? Ôi trời ơi, tính cả rồi anh em ạ, tính cả rồi nhá. Câu hỏi tiếp theo này, Ad ơi, Slim cầm luyện kim ma tính, tinh linh và bảo ngọc như nào? Ad thì thích sử dụng Slim là luyện kim. Thực sự luôn ấy, bởi mình gia tăng tốc tiến lượng vàng nhanh. Nhưng mà các bạn có thể lựa chọn thêm được trận tinh linh. Bắn cũng khá là khô máu ở phê đấy, còn ma tính thì thôi. Để dành dịp khác đi anh em ạ. Mình không thích ma tính như lắm, nhưng các bạn vẫn có thể tận dụng được để có thể sử dụng nhiều hơn chiêu 1, chiêu 2. Nhưng mình vẫn ưu tiên anh em. Wait. Đó là nhờ công chiêu 2 nhá. Vẫn ưu tiên anh em, đó chính là sử dụng cái luyện kim và cái tinh linh. Bảng ngọc ư? Bảng ngọc cho Slim mình thích sử dụng cái bảng ngọc 5 năm. Tức là cái bảng ngọc vừa có tiền trên mạng, vừa có hút máu và tốc độ đánh. Cái pha vừa rồi ấy, đó chính là nhờ chiêu 2 nhá. Né được chiêu là chúng ta được thêm miếng khống trong 0,5 giây đấy. Ad ơi, xin đáp dùng em. Rank chiến tướng sẽ cập nhật vào tháng 9 này hay là reset rank mới có vậy? Theo thông tin của Ad vừa nhận được ấy, thì chúng ta sẽ cập nhật trước khi reset rank. Nên Ad đang rất là mong là họ cho chúng ta khung rank chiến tướng trước khi reset. Bởi vì bản thân Ad thì 3-4 cái nick đều toàn trên 50 sao rồi. Thì nếu mà nó mà cho cái rank chiến tướng trước ấy, thì mình lập tức có tất cả đều là khung chiến tướng. Quá đỉnh nữa nào, hy vọng là như vậy, nhưng mà có thể không. Ôi trời ơi, wow, một sự kết hợp quá đỉnh nữa nào. Mùa này Tulen mạnh quá, biết dùng những con tướng nào để trị nó đây. Ad khi đối đầu với Tulen đi rừng ấy, thì thường ấy, đó chính là cầm các vị tướng đấu sĩ để có thể băng xà và hồi phục máu khỏe để tránh bị sốc đam và thì khô máu với bọn nó. Ngoài ra hôm qua em còn đánh một cái kèo ấy, tức là kèo cái định cầm Tulen rừng đúng không, nhưng mà em lại cầm luôn con Flash rừng để đi đối đầu với nó. Nói chung là cũng khá thú vị, nhưng mà sẽ ưu tiên pick các vị tướng đấu sĩ hồi phục khỏe để mà đấu kèo với bọn nó, bởi vì chúng ta với mấy con kia nó có một giáp nè, nó có thể lên giáp gây A nè, thì sẽ không sợ với cái pha rỉ hoặc là sốc đam, nhưng mà đam thì vẫn duy trì rất là ok.
Em mới chơi game lại 2 tuần gần đây. Ui, bận gì rồi phải không? Cho em hỏi giờ đánh xạ thủ nào cho khỏe. Ui, câu hỏi hợp lý đấy. Em sẽ gợi ý cho anh em một vài cái tên: Hayate, Elsu, Kafni, Lavi, Joker. Anh nghĩ rằng những cái tên đó đủ giúp cho anh em có thể leo rank một cách dễ dàng và hiệu quả nhé. Anh em để ý các bạn, cái bộ trang phục này lồng tiếng, nó quá chất đúng không? Mỗi tội là, như em từng nói đấy, cười hơi nhiều. Nếu mà nhà làm game mà có nghe được cái góp ý của S ấy, thì có thể hạn chế nó cười tí được không? Kiểu nó cười lâu lâu cười được rồi. Cười nhiều quá, cười liên tiếp quá. Vui thì vui thật đấy nha, vui quá cái đấy cũng hơi căng. Rỉa, ui xui ui anh em, 3 viên hơn 1000 đam kìa, toàn 9 mạng đấy ạ. Đúng là cái bảng ngọc sát thương 9 mạng khác. Sao thì S bị giảm tốc độ đánh mà không được cập nhật với S ơi? Có cập nhật nhá, hôm trước cập nhật xong. Nhưng mà nó là một cái gói nhỏ ơi là nhỏ luôn, anh em không để ý ấy, thì sẽ không thấy được đâu. Nó cập nhật ở buổi sáng mà anh em. Một cái bản vá thôi. Nó sẽ giảm cái tốc của con S xuống. S vẫn chơi ngon mà anh em, giảm tốc vẫn chơi ngon thôi. Các bạn cứ tự tin và dùng đi. Cần ấy, thêm 26 cái bảng tốc độ đánh vào, chơi thoải mái, chơi tẹt bồ nhá. Cái bộ trang phục Lavi là có chuẩn chất rồi anh em ạ. Bây giờ đi farm trước này. Chuẩn bị kiến tạo một pha hay ho và thú vị. Bụp, nó lại trúng luôn anh em ơi. S ơi, 28k lên mua gì? Súp, Frat, chị Đại em có rồi. Thế thì chỉ còn dư lại Batman với Joker. Anh em đi vị trí nào? Batman đi rừng với đi trợ thủ, ưu tiên trợ thủ hơn. Joker là đi xạ thủ đỉnh cấp rồi. Thì anh nghĩ rằng anh em chắc sẽ chọn Joker thôi nhỉ. Tùy theo vị trí của anh em chọn chơi nhá. Ui, vào đây, vào đây. Khám vậy ta. Ở trong trận đấu này mình sẽ làm cái lối trang bị nó hơi dị một tí nha. Mình sẽ lên quỷ kiếm chứ không phải là cái cung tà ma như là mấy cái lối trang bị mà thường thường anh thấy. Mình sẽ chơi quỷ kiếm và kiếm điện. Sau ấy, cần ấy, thì mình sẽ bán cái kiếm điện đi và lên cái trang bị khác cho nó hợp lý hơn. Còn bây giờ là đồ như này đã. Thế là cho em hỏi là Phoenix mạnh ở đoạn đầu giữa game hay là cuối game ạ? Trước đây thì nó rất là mạnh ở giai đoạn giữa game, nhưng mà bây giờ nó khá là cân bằng rồi. Kể cả là các bạn bị kéo về cuối game thì vẫn có thể chơi được. Có thể thay đổi một chút lối trang bị, ví dụ như là ưu tiên về Muramasa này, ưu tiên về cái kiếm phân điên này, để thể bắn và trị tank tốt hơn nhá. Nên các bạn cứ yên tâm đi, bây giờ Phoenix ấy, nó bắn rất là tốt ở các giai đoạn. Ed ơi, cho em xin góp ý nên mua Joker hay là Vrat phù hợp ở cuối mùa hiện tại ạ? Theo Ed ấy, còn một tháng là chúng ta đi sát rank đúng không? Thì em nghĩ rằng cái con Joker thì giúp anh em leo rank dễ dàng hơn. Vào đây. Quá tam ba bận rồi bạn ơi, ăn được tôi một lần thôi. Bạn nghĩ rằng ăn được nhiều lần chắc. Chẳng qua cái pha vừa rồi là bị thằng Gidu nó đánh bất ngờ của anh em ạ. Không có chiêu 2 để né chiêu. Khổ. Joker là sự chọn anh nghĩ là anh em sẽ rất là phù hợp để leo rank và đi xạ thủ nhá. Bởi vì em đánh giá rất là cao Joker với vị trí vai trò xạ thủ ở ngày tại. Nói không ngoa chứ bây giờ anh em nói thật ấy, con Joker nó có tỷ pick nó. Và em nghĩ rằng nó là lựa chọn nó khoảng 1 đến 3 xạ thủ hàng đầu đi. Đấy. Nên các bạn thể chơi thoải mái. Kể cả là gặp các vị tướng sát thủ phép cũng chẳng sợ luôn. Ui, nó cứ gọi là kiến tạo đỉnh chất luôn anh em ạ. Trận đấu hôm nay là kiến tạo hơi bị nhiều rồi đấy anh em ơi. Đường đội chỉ cần đứng đợi ở vét thôi. Ed ơi, Nagdot em nên ngọc tím. Thay ngọc tím hút máu thành ngọc tốc độ đánh tốc độ chạy và slot 5 thành quỷ kiếm được không? Tức là bạn đang muốn thay vì sử dụng cái bảng 16% hút máu thì muốn sử dụng quỷ kiếm thay để mà sử dụng hút máu đó. Nhưng như thế ở đoạn đầu và giữa game của anh em không có khả năng hồi phục tốt đâu nhá. Các bạn có thể chơi như này để mà cân bằng giữa tốc độ đánh và hút máu. Tức là các bạn chơi ngọc 5 năm nhá, 5 viên tốc đánh tốc chạy và 5 viên hút máu. Như vậy các bạn sẽ cân bằng được, thoải mái chơi đúng không nào, sử dụng thôi. Còn việc thay thanh kiếm bằng cái quỷ kiếm ấy, thì các bạn phải nhớ là quỷ kiếm ấy nó chỉ có là 100 công vật lý và 25% hút máu cả phép và vật lý. Thì các bạn cảm thấy được không? Em nghĩ rằng nếu mà các bạn có bảng ngọc mà hút máu rồi ấy thì cũng không nhất định là các bạn phải lên quỷ kiếm đâu. Nhưng mà có quỷ kiếm chém cũng phê đấy. Nhưng mà mình mới thích thanh kiếm hơn. Nếu mà kẻ địch có con máu giấy thì chúng ta chém. Có ông kiểu gặp tanker căng quá ấy, còn lên cả kiếm phân nia cơ mà. Có hút máu quả chém tanh cơ mà. Nói chung là đa dạng lắm anh em ạ. Cứ tùy trận và nhìn kẻ địch mà lên nhé. Đúng trận đấu này đi anh em. Trận đấu này S không lên cái cung tà ma đâu. S thích lên cái quỷ kiếm cơ. Bởi vì trận đấu này mình thích lên thế. Và mình cảm thấy nó vẫn bắn được. Nên các bạn cứ chơi. Ui, cái thằng Flo này nấp ở đấy nó không dám vào anh em ạ. Hay là tính là làm thịt nó ở đây anh em. Nhưng mà thôi, đồng đội kêu là ôn để trụ thì tốt nhất là chúng ta cứ có mặt ở đây mà để trụ đi. Bởi vì chúng ta là xạ thủ mà. Không để trụ thì đồng đội chửi chết thì mải đánh nhau quá trước giờ. Ui, sợ quá, sợ quá. Ok, end game thôi. Và đó chính là Lavi, Thần Vương, Kim Quy. Tuyệt vời đúng không nào? Nhớ mua và sắm ngay nhé anh em ơi, để được giảm giá.
Anh em ơi, em bây giờ đã trở thành đối tác của Facebook rồi. Mỗi ngày 3 clip, 2 clip trên YouTube và 1 clip độc quyền trên Facebook. Các bạn đừng quên lên ngay fanpage link mô tả để không bỏ qua các video của Ad nhé. Nếu thấy video hay và có ích, bạn nào chưa đăng ký kênh, cho Ad một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.